xuất hiện từ năm 1998 tại xứ sở vạn đảo. Từ 2 thì anh lên 4 thì trở thành báo. Anh cùng Reddit là lý do khiến cha mẹ phải lao đao. Trái 62, anh trên đỉnh cao của làng xe máy. Anh khiến báo Nhi khoái khoái sổ trái đi đua. Chẳng may có thua, về Jin đi tour với bạn gái. Anh nổi danh trong phái We Are Busy, là quậy ông bà già đó mấy anh em. Chạy chậm, người ta nói anh đi xin việc. Nàng nhanh chở hai, người ta liếc bảo anh là đối tượng. Sáng sớm anh mượn, danh là công nhân. Tối đến anh phân thân, ăn lẩu cá đuối. Lễ phép dạ thưa, anh cúi người chạy thử sức với rider. Anh là cát cơ đơ khi bo cua cả rối. Anh đưa xô nít hấp hối ở nước đề ba. Anh khiến ẹt phải rên la khi về nước hậu. Hồ sơ anh đậu, bảo hiểm nhân thọ mặt phải tái xanh. Thề thới thay nhanh, anh vừa chơi vừa làm YouTube. Xe của idol, thông chốt các chú bồ câu. Chính là anh, folder của nhà, thời trang sáng chói. Chiến thần nhan khói, Suzuki chi xác, ý lộn, Suzuki Sachi.